Xin chào anh em, thì trên màn hình anh em đang xem là một hình xăm phượng hoàng lượng người do mình thực hiện cái đây khoảng 2 năm về trước. Thì ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể vẽ được một cái mẫu phượng hoàng lượng người như thế này. Rồi ok anh em, thì chúng ta bắt đầu đến video. Video lần này thì mình làm nó, mình tua nó hơi bị nhanh một chút xíu. Nếu mà anh em không hiểu thì lần sau mình sẽ vẽ lại một cái bức khác và mình sẽ nói chi tiết hơn cho anh em dễ hiểu hơn. Rồi ok anh em. Anh yêu anh, chúc em vui bên người, vàng bạc cao xa.